điều mà trong khi mình không thích, nó rất là nguy hiểm. Và em và Nhi sẽ quan hệ với vai trò là nam và nữ, là em... tụi chị đang hỏi vấn đề này. Em nghĩ chắc không, tại vì Hương thì em hơn nhiều lắm, và trước đó thì em cũng là quen, có quen nữ. Vậy sao Nhi mở lời nói là muốn làm con gái thì lúc đầu em là cản? Em lo là lo những cái chuyện như sức khỏe của Nhi. Sức khỏe thôi đúng không? Yeah. Chứ thật ra là cái ngày đầu em gặp Nhi á, là em đã thấy có cái hướng đó rồi. Thấy cái hướng là mình là em cũng đã có đề cập hướng đó rồi. Dạ, em cũng đã em nói cũng đã... kiểu như là em nói bâng quơ nó là sau này em làm con gái rồi anh có yêu em không? Thì anh nói là em làm con gái thì con gái con trai thì anh vẫn yêu vẫn. Và sau thời gian rồi dần dần em thấy rồi chuẩn bị làm rồi. Thế càng ngày là càng nói càng quá nhiều. Tới cái ngày mà chuẩn bị quyết định là để tóc dài rồi bỏ nhà đi luôn á, thì em ăn ở dưới quê thì em thấy giờ bỏ trên này đi rồi biết đi đâu, thôi giờ ba mẹ cũng không cho đi, em trốn em đi luôn, tối bắt xe em đi luôn. Rồi bây giờ hai bạn đã về chung với nhau chưa hay là nó vẫn như thế? Dạ thì hiện như bây giờ thì em đã về nhà em ở chung rồi ạ. Cái câu chuyện này anh cũng không thắc mắc lắm nhá, nhưng mà tiện thể cái câu chuyện khi mà Chi hỏi về cái việc gần gũi của hai bạn, anh mới hỏi thêm thôi là tại chị mở đầu nhá. Đúng gì đâu. Nhưng mà khi mà hai bạn chó muốn hảo hay đổi thôi chị quá. Khi mà hai bạn quan hệ với nhau đó, khi mà Nhi với ngoại hình con trai và bây giờ với ngoại hình con gái rồi, thì cái cảm giác của Chi như nào? Em thấy cảm giác nó nhẹ nhàng mà muốn nâng niu nó hơn nhiều. Vậy là em thấy ổn đó chị? Rất là mặn nồng. Em thấy ổn á. Nếu vậy thì ok. Dạ. Chỉ có thay đổi như là cái tính tình lúc mà còn làm trai và làm gái thôi. Dạ, cái nỗi sợ của em cũng giống như chị Chi, em cũng đã từng suy nghĩ nhiều lắm. Cho nên nhiều khi em có nói là thôi bây giờ chia tay đi chứ em nghĩ là chắc mình sẽ không đi tới đâu đâu. Thì mỗi lần như vậy thì em gọi chia tay là Chi lại không chịu. Em cứ nghĩ là do mỗi lần do uống thuốc rồi các thứ trong người nóng rồi cọc cằn vậy thôi. Cứ cãi nhau thì em châu lướt qua. Nhưng mà chị thấy Chí rất là hiền. Có vẻ là Chí rất là chiều em. Chí là một tiếp người làm chiều người yêu mình đó. Chị thấy cái cách nói chuyện nhẹ nhàng. Xin chào em. Chào hai bạn. Chào anh Tân và chị Chi. Hai bạn em giới thiệu chị về bản thân mình nhé. Dạ em tên là Khánh Nhi. Năm nay em 26 tuổi, em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Em tên là Minh Chí, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Trà Vinh ạ. 26 và 27 tuổi. Yeah. Đẹp đôi quá ha. Rất trẻ và đẹp đôi. Rất là đẹp đôi. Mọi khi đó thì anh sẽ thường hỏi về câu chuyện về come out của các bạn, nhưng mà bây giờ thấy hai bạn đẹp đôi quá. Không phải tình yêu ha. Anh xin phép hỏi về tình yêu trước. Chị nhanh quá. Hai bạn quen nhau được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Dạ. Tính tới nay em quen cũng khoảng được 2 năm mà. 2 năm. Lúc đầu em gặp Nhi là cái một người con trai. Là lúc đó là Nhi chưa có chuyện giới, làm con gái, làm con trai. Dạ. Và hai người quen nhau là lúc là bạn đã làm trai hả? Dạ đúng rồi. Chứ gặp ở đâu, gặp như thế nào mà quen được hay vậy? Ở quán nước chị. Phải biết ở nhau ở đâu đấy rồi mới hẹn ra quán nước đúng không? Em gặp ở trên mạng xã hội. Quen nhau trên Facebook. Dạ. Lúc đầu em thấy ghét. Ghét bằng sao hẹn người ta như trời. Sao em thấy lúc đầu, rồi. Lúc đầu ảnh có nhắn tin với em á, xong rồi nhưng mà ảnh em không trả lời. 2 năm sau thì ảnh lại nhắn tin em một lần nữa thì em mới trả lời, thì hai đứa mới hẹn nhau đi uống cà phê vậy. Là do Chí nhắn tin cho em ạ. Em không trả lời nên Chí ghét hả? Dạ đúng rồi. Lý do làm sao trả lời người ta trời. Cái mẫu người giống như là không có hợp với mình. Không có cái đúng gu của cưng phải không? Đúng rồi chị. Lúc đó em cũng đang buồn. Em ra em gặp bé buồn, này. Buồn chuyện gì cưng? Buồn vì chuyện tình cảm cũ một thời gian rồi. Mới chia tay với người yêu cũ hả? Rồi em ra gặp bé này thì cho em cái cảm giác là nó một chân trời mới vậy. Có một nét nữ tính mà rất là dễ thương. Lúc em làm con trai thì em giống như là tomboy á. Ai gặp em đều nghĩ em là giống như là lét vậy đó. Lét. Không có nghĩ em là con trai. Gọi điện thoại thì người ta cũng nghĩ em là con gái mà có kia mà chị không à. Tưởng ốc ma hả? Dạ. Ốc ma. Ốc ma là sao? Ốc ma là lét đó. Tại sao vậy chị? Là cái từ mới của cộng đồng LGBT. Ốc ma là không, lét. Ốc ma không phải là Lekima. Thì ốc ma đó, Lekima đó. Ok. Lên cái mà là ốc ma là lét. Dạ sao cũng được, ok. Cái buổi ngày hôm đấy thì cái ấn tượng của Nhi đối với Chí như thế nào em? Hoàn toàn là số không. Em không chống được điều gì hết. Trời sao khó vậy cưng? Tại lúc đó thì Chí ốm với lại nước da ngâm là em... Không có đẹp đúng không? Đúng mà lúc đó với lại nhìn Chí có vẻ sơ xác. Sơ xác chị. Nói chung là em cũng là một người ham sắc. Đúng không? Chị ơi thật ra em thấy ai cũng háo sắc mà chị. Ủa gì hả? Đẹp mà ai mà không thích. Nhưng mà chị thấy ngoài hình là Chí cũng ok mà, dễ thương mà. Thì ý của Nhi đó là lúc đấy lúc thì chưa dễ thương như bây giờ. Nhưng mà sau khi nói chuyện thì em thấy Chí có vẻ cũng ok. Cho nên bắt đầu thì tụi em mới tìm hiểu nhau. Nói chuyện kéo dài mấy tiếng.
3 tiếng. Xa 3 tiếng đó là mình làm cái gì? Cho em đi về. Em từ Sài Gòn em chạy xuống em uống cà phê dưới Biên Hòa. Em đi về. Em đi dạo mưa em đi về vậy đó. À, đi dạo trong mưa luôn hả? Yeah. Thì em định ngủ là đi ăn hay gì đó một cái tối nữa. Tại vì lúc đó hẹn buổi chiều. Thì trước đó tại vì em phải đi về đi sinh nhật bạn thì em phải kêu về thôi chứ sao vậy? Chờ sinh nhật bạn đúng lẽ ra người ta đi lên xe lên thăm mình. Ta hẹn gặp cà phê sinh nhật bạn thì mình rủ. Anh đi với em đi sinh nhật bạn luôn. Đúng không? Ai nghĩ sao kêu ta về trong mưa? Chiều hôm đó em về em nói là nhất định em sẽ cua cho được. Dạ. À, tại vì lúc mà nói chuyện với em nhau tấn công cái cấp luôn. Dạ. Là lúc mà nói chuyện với nhau thì em có kể về cuộc sống của mình rồi tình kiện tình cảm thì Chí cảm giác như là thấy mình giống cái người mà người yêu cũ thì Chí cảm giác là Chí có hơi rưng rưng nước mắt. Em thấy như vậy. À, người yêu cũ của Chí là gay hay là con gái? Dạ. Trước đó em có quen con gái cũng có quen gay. À. Lúc trước anh quen con gái thì anh bị cái bạn đó bỏ rồi lúc đó bạn nói là bạn ghét con gái luôn là không muốn quen con gái. Ủa tại sao tự nhiên mà bị một người con gái bỏ rồi ghét con gái luôn như vậy? Tỏ cho những người con gái khác người ta đàng hoàng sao? Người ta trung tình cái sao? Như là cái đó là mối tình đầu của em. Nhưng mà cho chị hỏi giới tính kia là cái gì? Chị thắc mắc. Thì nếu mà Chí như thế thì em đoán Chí là kiểu bisexual. Bisexual hả? Em thì em chỉ có lo quan trọng là mình có cảm giác mình thương hay không thôi chứ mình không có quan trọng người. Nhưng mà em quen bạn gái em có yêu thương người ta không hay là người ta yêu thương em thôi? Có. Tới khi mà em nhiều lần mà tan vỡ những cuộc tình mà của những bạn cùng giới á thì em sau đó em lại gặp là Nhi. Là gặp Nhi. Yeah. Ngay lúc đó thì em bị ấn tượng mạnh. Rồi sau bao lâu thì em tán đổ được Nhi? Chắc cũng khoảng hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng. Trời, lúc đó là em tấn công liên tục luôn. Cứ 2-3 ngày là em chạy xuống em rủ đi chơi vậy đó. Dạ, anh mỗi lần anh chạy xuống nhiều khi mưa cũng chạy xuống luôn. Cua cũng rất là khó khăn, không phải là ai cũng yêu. Bé này là bé tính của tính gái. Mà chắc chị không nhớ em đúng không? Ủa sao em nhắc lại đi. À em là em của chị My á, chị nhớ không? Chị em mình gặp nhau lúc em còn lửng là con trai mà em đi mất cúp cho đòn của chị nhớ không? Không nhớ. Tại vì nếu ngày xưa em làm con trai bây giờ em làm con gái thì nó khác hoàn toàn, sao chị nhớ được. Với là chị là não cá vàng á, chị hay quên lắm. Con trai chị nhớ kỹ nhưng con gái chị hay quên. Yeah. Ý quên lắm. Con trai chị nhớ kỹ nhưng con gái chị hay quên. Yeah. Ý quên lắm. Ý nó lộn. chị quên khôn. Em đi học thì em có thích một bạn trai nam á, thì bạn là lớp trưởng thì bạn ngồi gần em, thì mỗi lần mà bạn đi kiểu như đi đá banh vậy chị, thì cái mùi cơ thể nồng nặc của bạn á, bạn bốc lên, cái nhiều khi em cái không hiểu sao nhưng mà em lại thích cái mùi đó thì em lại xích gần lại bạn. À, thích cái mùi hoa của cái mùi gọi là mùi cơ thể mùi cơ thể của một người đàn ông đó. Nhiều khi cái mùi đó rất là ấn tượng thật sự. Nhiều khi dầu thơm không mang thì em có nhận là nó ấn tượng, nhưng mà tại vì ban đầu chị nói là cái mùi hôi nên em thì bây giờ cho nó nghe là chị hay nói bị liệu lưỡi á, nhưng mà nhiều khi chị nói thật sự á chị em thì phải thơm tho. Không, bạn chưa chắc cái mùi đó là mùi hôi nha. Nó có một cái mùi thơm của cơ thể. Có những người ta ở sạch, người ta tót ra cái mùi thơm nó khác. Còn có những người mà không sạch sẽ thì nó mới bị hôi. Chứ những khi bạn nó sạch sẽ thì bạn nó tuốt mồ hôi ra thôi, thì mồ hôi nó sẽ có một cái mùi đặc trưng. Nhưng mà không phải là mùi dầu thơm nào cũng có được. Cái đó là mùi độc quyền, hàng lạ. Cái em cứ xích qua bạn đó thì bạn đó có phản ứng là ủa sao mày cứ xích lại tao, rồi bắt đầu cái em mắc cỡ thì cái em xích ra mà em không thích là vì cái mùi cái tuyến mồ hôi của anh đó hả? Không phải, cảm giác nó em không hiểu sao mà nó kiểu cảm giác nó quyến rũ mình vậy chị. À. Không phải đâu chị ơi, là do bạn Nhi đã thích cái bạn đấy rồi nên cái mùi mồ hôi bạn Nhi mới thích. Dạ đúng rồi. Là em thích cái mùi của bạn đó hả? Chị ơi mình bỏ qua cái mùi đi nào. Năm đấy là năm lớp mấy Nhi ha? Dạ lớp 5 á. Ôi dồi ôi. Lớp 5 mà thích sớm vậy bà. Dạ. À, em chỗ bà sớm hả? Dạ. Em bị bỏ ngỏ không hiểu sao mình lại như vậy. Thì em hay bị chọc ghẹo là BD rồi này nọ đủ thứ hết trơn á. Thế là em đi học em thường xuyên hay bị ăn, người ta ăn hiếp lắm chị. Có đôi lần là em bị đánh nha. Nhưng mà em không có dám nói cho mẹ nghe. Năm lớp 8 thì có một cái bạn nữ có vẻ như là thích em, thì em cũng cố thử quen thử để coi như thế nào á chị. Thì để mà chứng minh mình là giống như là mình là đàn ông, là men. Nhưng mà cuối cùng thì em được không được. Em thấy cực kỳ lắm. Bạn nắm tay em thì em nói là thôi mình nắm tay thấy kỳ quá à. Nhưng mà bạn đó không biết em giới tính vậy không? Không, lúc đó em gồng chị. Lúc đó em gồng chị. Ờ em gồng lắm hả? Dạ. Em gồng thì em có mỏi không? Cũng hơi hơi chị. Cái cuộc tình này bao lâu thì chấm dứt em? Vỏn vẹn chắc chỉ vài ngày thôi chị.
hoài ngày trời. Dạ. Lắm như em đang muốn thử là coi mình xác định mình là dạ, giới tính nào chắc chắn đúng không? Dạ, đúng. Cứ bị chiêu chọc và chiêu gậy ông mình hoài, cứ coi cứ nói là BD này nọ, nhiều khi mấy cái bạn nam sao lấy về thùng bún em vậy nè. Dạ. Ngộ quá ha. Mấy bạn trong cái LGBT là cái thời mà thôi áo an cũng bị hiếp. Dạ. Ai cũng bị đánh, ai cũng bị chọc ghẹo. Hình như là một ngàn người là 999 người là bị, chỉ có một người đó là may mắn lắm mà không bị chọc ghẹo. Dạ. Rồi sau đấy em có đấu tranh với tâm lý của chính mình về cái giới tính của mình không? Sau khi mà em tốt nghiệp cấp 3 thì bắt đầu em mới tìm tòi và em biết đến một cái quán trà sữa kiểu như giống như là dành cho LGBT ấy. Thì ở đó có mấy cái bạn giống như em, là bắt đầu em mới tìm hiểu, thì bắt đầu mới hỏi là mày có phải như vậy không. Thì lúc đầu thì em chói, em nói không có, em nói là em là con trai không phải như vậy. Bắt đầu từ từ thì bắt đầu em mới nói hình như tao giống tụi mày á, thì bắt đầu mới chơi với nhau, em phát hiện ra là mình là như vậy. Rồi em có gặp phải cái phản ứng nào của gia đình khi mà thấy em hơi nữ tính như vậy? Từ lúc nhỏ là mẹ cũng hay nói sao mẹ như vậy, mẹ BD đúng không? Thì mẹ cũng không phản ứng nhiều, thì mẹ cũng đã hiểu, cũng đã đủ hiểu, cho nên mẹ không có nói gì nhiều. Nhưng mà mẹ không có chấp nhận em làm con gái thôi, nhưng mà nếu mà em làm gay thì vẫn bình thường hả chị? Em chưa chuyển giới. Tại vì mẹ có mình em mà, nếu như mà em làm gì rồi sẽ bị tổn thương cơ thể, rồi nhiều khi là chết sớm, không ai lo cho em. Sức khỏe đúng không? Dạ đúng rồi, với lại em là con một nữa cho nên mẹ lo lắm. Mẹ nói vậy, nói là đừng có làm như vậy, với lại tao sợ nhục nhã với gia đình này nọ. Chị thấy có gì đâu nhục nhã, mình sống tốt, sống phải, mình là giới tính nào thì mình vẫn hiên ngang mà sống thôi. Dạ tùy chị, tại vì em nghĩ như vậy nè, có nhiều người họ phải sống với định kiến của hàng xóm họ hàng nhá. Ví dụ có một mình Nhi là con trai thôi, bây giờ Nhi đi chuyển giới xong người ta sẽ nói là bà sẽ không có ai duy trì nòi giống, rồi không có con cái, không có cháu chắt gì hết, thì đương nhiên là phụ huynh sẽ phải suy nghĩ chứ chị. Tại vì rất là nhiều người LGBT, rất nhiều người chuyển giới bây giờ rất là thành công. Dạ đúng rồi, rất là có tiếng nói trong xã hội này, điều đó là điều chứng minh họ đã thành công. Thì giới tính nào cũng được trân trọng hết, nếu mình mà là người tốt. Thời đại này nó có nhiều cái phương tiện để người ta tiếp cận, còn cái thời bố mẹ hay ông bà thì thường mọi người vẫn suy nghĩ về cái điều này rất là nặng nề. Nên em nghĩ là em hiểu được cho mẹ của mình. Hầu như là sau khi mẹ quyết định làm con gái thì hầu như là gia đình em không có ai mà chấp nhận hết. Em có nói là thôi bây giờ con muốn sống thật với giới tính mình, con không có muốn che giấu bản thân mình nữa, con mong là cha mẹ hãy hiểu. Nhưng mà tới tận bây giờ thì em đã về nhà rồi, nhưng mà ý là mẹ vẫn mong là một ngày em sẽ trở lại con trai về bình thường chị. Chị muốn là cha mẹ phải hiểu một điều, cái sở thích và cái tính, cái ước mơ của người ta như vậy rồi, khi mà mình dập tắt như vậy con mình sống rất là khổ. Và chính vì nếu như mà thoải mái chia sẻ, đồng ý đồng tình thì đâu có chuyện gì phải giấu. Chí cho anh hỏi, có nghĩa là ban đầu khi mà em quen với Nhi đó, thì Nhi ở hình hài là một người con trai, chỉ là hơi nữ tính thôi. Nhưng mà khi Nhi bắt đầu muốn trở thành một người con gái rồi thì cảm giác của em như thế nào? Em thì lúc đó em cũng hơi bỡ ngỡ vì em không biết là em có thể chấp nhận được hay không. Tại vì em đang là thích một người cùng giới. Em cũng có suy nghĩ đắn đo, nhưng mà em nghĩ nhìn lại cái tình cảm mà hai đứa từng đi qua, trải qua. Thì em thấy lại là dù mà Nhi có là trai hay gái thì em cũng sẽ thương Nhi. Nhi có là trai hay gái thì em cũng sẽ thương Nhi. Vậy là khi mà Nhi nói ra cái quyết định này thì em ủng hộ đúng không? Dạ em ủng hộ. Dạ. Lúc đầu em cũng cản Nhi. Mà sao mà thấy là Nhi quyết tâm quá. Bây giờ cản không được, thôi bây giờ mình phải nương theo thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà trong cái lời nói của em là chị vẫn thấy là em không muốn Nhi làm gái. Dạ đúng. Bởi vậy tụi em phải suy nghĩ kỹ, bạn này là cái giới tính là vừa thích nam vừa thích nữ. Bạn này thì lại thích làm con gái, tại vì cái giới tính bạn này là một người phụ nữ mà không được trọn vẹn, thì bạn này muốn trở thành một người phụ nữ trọn vẹn thì bạn này phải chuyển giới. Nhưng đối với em, chị nhìn thấy em là nghiêng về con trai nhiều hơn. Em đồng ý cho bạn này làm gái, nhưng trong thâm tâm của em vẫn muốn bạn này làm trai. Có mấy lần thì em đòi chia tay thì biết không có chịu. Nhưng em phải hiểu, tại vì bây giờ Chí đang rất yêu em. Nhưng khi em trở thành người con gái thật sự, cái quan hệ của em nó khác cái quan hệ gay và gay nha. Chị nói này, chị nói sâu vào vấn đề luôn. Nếu như người yêu mình làm người con trai rặt 100% thì có chuyện mình chuyển giới, mình bắt buộc phải chuyển giới. Còn bạn này là nghiêng về nam nhiều hơn. Trong lúc đang yêu thì có thể chấp nói em là con trai gái anh vẫn yêu, nhưng mình phải hiểu được là người mình yêu thích mình làm như thế nào. Nhưng khi tụi em làm rồi, sống chung với nhau rồi, cái quan hệ tụi em nó sẽ khác đi. Lúc đó tụi em có còn mặn nồng hay không? Đây là dấu chấm hỏi rất lớn. Chị chứng kiến mấy cặp cái bé đó làm là cũng hai người gay bên nhau nha Tương. Xong rồi một bé giống em nè, thích làm gái quá đi. Cái nói với lại thằng người yêu á, quen 6 năm
em thích làm gái, nó cũng chịu, làm đi làm đi, tự nhiên thấy em thích mà nên đâu có cản đâu, em cứ làm đi, em làm đi, anh cũng vẫn thương, làm xong rồi về chia tay luôn. Thì cái chuyện tình dục nó khác hẳn liền, rồi tình yêu nó sẽ bị mờ đi, tình dục nó không giống như người sở thích là tôi đi, nó giảm từ từ. Đó rất là nguy hiểm. Bây giờ thay vì mình suy đoán như vậy, mình hỏi Chí đi. Ừ, hỏi Chí đó. Em có thể rất là thực lòng với mình và với Nhi. Em phải nói, em nói thật lòng luôn, để cái tình yêu tụi em nó sẽ đi sâu dài, chứ không phải vì em chiều Nhi, để Nhi làm con gái rồi tình cảm tụi em sẽ bị lợt lạc, nó sẽ đi đến đoạn kết, nó rất là buồn. Thật là mình nói thiệt lòng, hai người yêu nhau mà mình nói thiệt chứ đừng đứng chiều mà trong khi mình không thích, nó rất là nguy hiểm. Và em và Nhi sẽ quan hệ với vai trò là nam và nữ. Là em... tụi chị đang hỏi vấn đề này. Em nghĩ chắc không. Tại vì Hương thì em hơn nhiều lắm. Và trước đó thì em cũng là quen, có quen nữ. Vậy sao Nhi mở lời nói là muốn làm con gái thì lúc đầu em là cản? Em lo là lo những cái chuyện về sức khỏe của Nhi. Sức khỏe thôi đúng không? Dạ. Chứ thật ra là cái ngày đầu em gặp Nhi á là em đã thấy có cái hướng đó rồi. Thấy cái hướng là mình là em cũng đã có đề cập hướng đó rồi. Dạ em cũng đã nói cũng đã... kiểu như là em nói bâng khuâng đó là sau này em làm con gái rồi anh có yêu em không? Thì anh nói là em làm con gái thì con gái con trai thì anh vẫn yêu vẫn. Và sau thời gian dần dần em thấy rồi chuẩn bị làm rồi. Thế càng ngày là càng nói càng quá nhiều vậy. Cái ngày mà chuẩn bị quyết định là để tóc dài rồi bỏ nhà đi luôn á, thì em ăn ở dưới quê thì em thấy giờ bỏ trên này đi rồi biết đi đâu, thôi giờ ba mẹ cũng không cho đi, em trốn em đi luôn, tối em bắt xe em đi luôn. Rồi bây giờ hai bạn đã về chung với nhau chưa hay là nó vẫn như thế? Dạ thì hiện như bây giờ thì em đã về nhà em ở chung rồi ạ. Cái câu chuyện này anh cũng không thắc mắc lắm nhá, nhưng mà tiện thể cái câu chuyện khi mà chị hỏi về cái việc gần gũi của hai bạn, anh mới hỏi thêm thôi là tại chị mở đầu nhá. Đúng gì đâu. Nhưng mà khi mà hai bạn chó muốn hỏi hay đổi thời chị quá. Khi mà hai bạn quan hệ với nhau đó, khi mà Nhi với ngoại hình con trai và bây giờ với ngoại hình con gái rồi, thì cái cảm giác của Chí như nào? Em thấy cảm giác nhẹ nhàng mà muốn nâng niu nó hơn. Vậy là em thấy ổn đó chị. Rất là mặn nồng. Em thấy ổn đó. Nếu vậy thì ok. Dạ. Chỉ có thay đổi như là cái tính tình lúc mà còn làm trai và làm gái thôi. Dạ, cái nỗi sợ của em cũng giống như chị Chi, em cũng đã từng suy nghĩ nhiều lắm. Cho nên nhiều khi em có nói là thôi bây giờ chia tay đi chứ em nghĩ là chắc mình sẽ không đi tới đâu đâu. Thì mỗi lần như vậy thì em lại chia tay lại Chí lại không chịu. Em cứ nghĩ là do mỗi lần do uống thuốc rồi các thứ trong người nóng rồi cọc cằn vậy thôi. Cứ cãi nhau thì em châu lướt qua. Nhưng mà chị thấy Chí rất là hiền, có vẻ là Chí rất là chiều em. Chí là một tiếp người là chiều người yêu mình đó. Chị thấy cái cách nói chuyện nhẹ nhàng và rất là chiều, rất là thương em. Dạ, giỏi việc nhà lắm, nấu nướng rồi dọn dẹp, đi làm là về là Chí làm hết. Và hai đứa em có gương mặt phu thê rất là đẹp đôi, rất là dễ thương. Anh Tương có muốn hỏi chuyện gì sâu xa trong hồn kính thì hỏi luôn đi. Tại vì thường thường chị thấy là chị hay mở đầu mà là thân bài và kết luận là em. Chị chơi thân với em, chị thương em nên chị hiểu được em chị. Phần mở bài là chị đã làm trọn vẹn rồi, thì thân bài và kết luận thì Tương cứ làm nha. Thật ra thì cái người chơi thân với mình chưa chắc hiểu mình á em, nên anh là cái tiếp người lãng mạn. Anh chỉ muốn hỏi về nụ hôn đầu tiên của hai đứa thôi. Chắc là quán trà sữa. Cái lúc đó là chính thức như đồng ý quen em á. Đó là nụ hôn đầu. Người ta đồng ý rồi chưa? Mấy hôn. Nhưng mà chị hỏi Tân nha, nụ hôn của em đầu tiên ở đâu vậy? Quận 7 á. Ở trong quán hay là ở ngoài đường? Nụ ở ngoài đường. Là hai đứa đang đi dạo, xong rồi đứng hôn nhau. Là ai hôn ai chứ? Em. Em chủ động, người ta không cho cũng không có hỏi người ta không? Có hỏi người ta. Em nhìn là em biết cái kiểu là muốn mà. Chứ làm sao mà mình em thấy chưa, tụi em phải học hỏi kinh nghiệm của anh Tuân. Hiểu không? Anh Tuân giả bộ hỏi để hiểu thôi, nhưng thực sự anh Tuân là thầy về cái này. Nhìn ánh mắt là biết người ta muốn hôn là hôn liền, đúng không? Đâu cần phải xin. Em còn phải xin, đúng không? Em không giờ em xin, còn anh Tuân chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là biết bạn đó chịu đèn là anh Tuân đợp liền, hôn liền. Cái của đợp liền. Tiếp với hôn liền. Hôn liền, chị nói lộn. Hôn liền. Chị, yeah. Anh không chắc là chị có xin nha. Cái xin không? Hỏi thật lòng. Khi có xin mà hỏi cái câu có giờ là anh có thấy hôn em được không? Người yêu mình nha, là được không là em không luôn. Đúng rồi đó, là bạn này đồng ý không? Là bạn này đồng ý nè, em làm em chưa đồng ý luôn. Là trời chưa đồng ý sao người ta vậy? Vậy là em cũng giống anh Tuấn nè. Hay cười cười là đồng ý. Chị cười 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 là đồng ý hả? Có nào. Có gật đầu không? Như cưng gật đầu. Đâu có đầu bài vô hôn em liền luôn á chị. Trời chết, em với anh Tuấn giống nhau cái điểm này đó. Em thấy cái đấy hợp lý, ví dụ như mình cứ hôn trước đi, dù người ta có từ chối đi nữa thì mình cũng vớt vát được chút xíu, đúng chứ, không? Trong mình trở đi chơi này chứ đó, mình mà không hôn thì có nghĩa là mình lỗ uổng à? Không? Mình lỗ à? Dạ đúng rồi. Thấy chưa?
Dạ em với Tuân cái điểm này hai người giống nhau nè. Lúc đấy đó bọn em có xác định là bọn mình sẽ lâu dài với nhau không? Tại vì thật sự á, có nhiều cái mối quan hệ nó chỉ đơn giản là mình thấy người ta quen, xong mình cảm thấy thích bạn này, mình quen chỉ để cho vui lúc đó thôi. Ngày đầu tiên em gặp Nhi á, và em đã xác định lúc đó em xác định lúc đó luôn rồi. Và sau khi mà tìm hiểu thì em mới biết là ở Nhi có những cái đặc biệt mà khác những người khác, sẽ không bao giờ phản bội em. À, coi như là Nhi trung tình. Sao anh tin điều đó? Tới giờ vẫn tin. Tới giờ là Trí vẫn tin em vậy đó. Tại cho thấy em, mặc dù em chưa chuyển giới, nhưng mà cái cách em á, em nữ tính, em tót từ trong người em ra. Em rất là dịu dàng, em rất là nữ tính như một người con gái thật sự. Có nhiều bạn chuyển giới nhưng chưa chắc bạn đó tâm hồn gái. Nhưng mà chị nhìn thấy em chưa chuyển giới rồi, nhưng mà em rất là nữ tính. Từ cái cách em nói chuyện, từ cái mà yêu đương người ta cua em cũng rất là khó khăn, chứ không phải là dễ dàng đến với nhau. Đó là tính cách của người phụ nữ. Với lại em thấy như vậy là những người có xu hướng chuyển giới, hoặc là những người đã chuyển giới rồi, em thấy họ khá là trung thủy á. Tại vì á, họ biết được là cái hạnh phúc của họ nó không hề dễ. Khi mà họ có rồi, họ rất là nâng niu và quý trọng. Nhưng mà không phải ai cũng vậy đâu cưng ơi. Em nói là phần nhiều. Đa số thì em thấy những người chuyển giới như tụi em thì thường là cô đơn. Cô đơn là do những bạn đó không chấp nhận an phận. Và có nhiều bạn chuyển giới không sống vì tình yêu, nên các bạn nó sẽ không nặng về tình yêu. Rồi cái ngày mà Chí về để ra mắt gia đình của Nhi đó, thì cảm giác của Chí như nào em nhớ không? Có rung không cưng? Em thì em rung. Tối bữa đó là em về, đưa Nhi về xong là em ra nhân vô nhà em chào hai bác. Cũng có ngồi nói chuyện thì cũng hỏi hơn, nhưng mà thực sự là rung lắm, trả lời không được luôn. Nhưng mà lúc đó thì chưa có công khai. Nhưng mà ba mẹ chưa biết hả? Dạ, lúc đó là chị nghĩ là hai đứa là bạn thôi. Rồi Nhi đã về công khai gia đình của Chí chưa em? Dạ chưa, hiện giờ là chưa. Tại sao em chưa về? Tại vì một phần em cũng sợ, với lại em nghe nói là ba mẹ của Trí khó lắm. Ba mẹ Trí khó. Ủa vậy Trí đã công khai với gia đình chưa Trí? Dạ chưa. Vậy là em lên đây để come out cực mạnh á. Dạ đúng rồi. Gia đình em cũng chưa biết. Nhưng mà biết em là dạ chưa luôn. Nhưng không mà biết luôn, nghĩ là mặt con trăng 100%. Nhưng còn mà bữa Tết trước về còn nhắc em lấy vợ mà. Rồi em nói còn sao? Chuyện nghiệp con chưa có gì hết, thì bây giờ con lấy vợ sao được. Cho nên em chờ một thời gian nữa mới nói. Nhưng mà khi chương trình này phát sóng nhá, thì Chí có lường trước được là cái phản ứng của bố mẹ sẽ như nào không chứ? Em với Nhi cũng đã nói nhau rồi, nếu mà phát sóng chương trình này lên, ba mẹ có xem được á, thì dù có chấp nhận hay không chấp nhận thì hai đứa cũng có nhau rồi. Thay vì mình để bố mẹ tự xem và biết, thì nhân chương trình này mình nói trực tiếp với bố mẹ luôn đi. Hôm nay á, con lên chương trình với Nhi, thằng gái con, người yêu con. Thông qua chương trình này á, con muốn nhắn đến với mẹ là con là giới tính thứ ba, mà tình cảm con dành cho Nhi nhiều lắm, con không thể xa Nhi được. Nếu mà mong ba mẹ hiểu cho con, thông cảm cho con, hãy cho con ở bên Nhi. Cảm ơn mẹ. Con mong là hai bác sẽ chấp nhận cho con và anh. Con nghĩ là tất cả mọi người đều sinh ra không ai lựa chọn cho mình cái giới tính nào hết. Đâm ra là con nghĩ là đã là yêu nhau tha thiết rồi, thì con nghĩ cô chú nên chấp nhận cái tình yêu này để cho hai em hạnh phúc hơn, hai em sẽ tiến xa hơn nữa. Cho dù là giới tính nào thì họ cũng có quyền yêu và chọn cái hạnh phúc của mình. Và con cầu mong cho bác chấp cánh cho hai em được yêu nhau và trọn vẹn. Bé Nhi có thể là về nhà làm dâu của gia đình mình, và cộng đồng LGBT sẽ không còn cô đơn nữa. Và con thay mặt chương trình cảm ơn bác rất là nhiều. Dù sau này Nhi có làm gì đi nữa thì em cũng sẽ bên nhà Nhi mãi mãi. Hứa rồi đó Nhi, không có bỏ em á. Rồi em bỏ anh chứ. Anh là bỏ em chứ em đi tù đó. Người ta hứa rồi thì hôn tặng người ta một cái. Đó, yêu nhau tha thiết vậy, nở lòng nào mà mình ngăn cách đôi bờ. Thì anh chúc cho ước muốn của Nhi và của Chí sẽ thành hiện thực, và tất cả mọi thứ đều sẽ rất là tốt đẹp đến với hai bạn. Chị cũng chúc cho hai em được trăm năm hạnh phúc.